giả, như vậy là một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với sân chơi này, chúng ta sẽ thấy được những cảm xúc yêu đương của tình yêu đôi lứa, đặc biệt hơn nữa là sự có mặt của các bậc phụ huynh. Rõ ràng không ai khác, chính các bậc phụ huynh là người mong mỏi con em mình hạnh phúc nhất. Để xem khi mà các em đến tuổi cập kê thì các bậc phụ huynh sẽ có những suy nghĩ, tâm tư và đưa ra quyết định lựa chọn như thế nào. Để xem ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến điều gì cho quý vị. Hãy cố định kênh HTV7 ngay từ giờ phút này quý vị nha. Còn bây giờ hãy cùng gặp gỡ với các gia đình đến tham dự chương trình hôm nay. Gia đình số 1, mẹ Doãn Thị Mai, con quyết lập, mẹ hiền lành, con chững chạc. Gia đình số 2, bố Phạm Trí Hùng, con Phạm Tuấn Khanh, bố Phong Độ, con Điển Trai. Gia đình số 3, bố Nguyễn Quốc Thái, con Nguyễn Anh Quốc, bố Tâm Lý, con Nghệ Sĩ. Gia đình số 4, mẹ Ngọc Dung, con Hoàng Thiên Đức, mẹ Hiện Đại, con Bảnh Bao. Dạ, Phương Hiếu xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào đến bốn gia đình là bốn vị phụ huynh đây. Và xin chúc cho các vị phụ huynh chúng ta sẽ quyết chiến quyết thắng để mang về một nửa yêu thương cho người con của mình nha. Dạ. Quý vị nếu đã theo dõi chương trình chắc không còn xa lạ nữa. Bốn người con của bốn bậc phụ huynh đây đang ở trong một phòng chờ bí mật, thưa quý vị. Và cả Phương Hiếu cũng không biết diện mạo của các bạn là như thế nào. Chắc chắn rồi, đó chính là điều thú vị. Còn bây giờ hãy xem ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta là ai? Mời Hương Mắt lên màn hình. Ngọc Như Ý, xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh là ba tính từ xứng tâm để nói về cô nàng Ngọc Như Ý, nữ chính ngày hôm nay đây. Ngọc Như Ý từng là du học sinh tại Mỹ về ngành thiết kế thời trang và âm nhạc. Trở về Việt Nam, cô bén duyên với con đường nghệ thuật từ khá sớm và trở thành nữ ca sĩ và DJ cho các sự kiện đình đám tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đa năng của mình, Như Ý có một bản thành tích đáng khâm phục như Top 3 tài năng 2018, Top 5 Miss Teen 2019. Tập trung hết lòng cho con đường nghệ thuật, Như Ý quên rằng bản thân mình đã rất lâu chưa được trao yêu thương. Giờ đây nhìn lại, cô nàng thành thật với bản thân rằng cô cần một bờ vai dựa vào sau những đêm diễn biệt bài và một cái hôn lên môi khi cô cần được chia sẻ, hiểu được tâm ý của con gái. Mẹ của Ngọc Như Ý đã tìm đến chương trình, mong có thể kết duyên cùng một gia đình Thông Gia, tự tay chọn cho con gái mình một bến đỗ hạnh phúc. Các chàng trai may mắn ngày hôm nay ơi, các bạn sẽ trở nên toàn vẹn vô cùng nếu sánh vai cùng Như Ý đấy. Vì khi ấy, mọi người sẽ gọi bạn với tên gọi thiêng thương là bạn trai Như Ý. Thưa quý vị, hãy cùng chờ đón một diện mạo rất xinh đẹp và tài năng, Ngọc Như Ý. Nói đầu tiên thì cho phép con Ngọc Như Ý xin được gửi lời chào đến dạ các bậc phụ huynh và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở phim trường và cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Dạ. Thưa quý vị, có lẽ Hiếu phải nói điều này đầu tiên, đã một lần lỡ hẹn với Như Ý trong chương trình Tìm Kiếm Tình Yêu. Lúc đó Phương Hiếu rất tiếc khi không giúp cho Ngọc Như Ý tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Cho nên á, khi mà rời khỏi chương trình đó thì Hiếu có nói là Nhi ơi, anh hứa tin anh, đến với sân chơi tình yêu anh sẽ ráng giúp em tìm cho bằng được, chừng nào một ý trung nhân mới thôi. Cho nên là lần này một lần nữa Ngọc Như Ý xuất hiện tại sân chơi Thông Gia Song Đấu. Và anh mong lần này mình đã sẵn sàng đầy đủ cả về tư tưởng, tình yêu và cả cảm xúc để có thể tìm kiếm tình yêu ngày hôm nay chứ. Dạ em luôn sẵn sàng. Luôn sẵn sàng. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cho anh hỏi nè, từ thời gian đó đến bây giờ là có chàng trai nào hay là em có tìm hiểu thêm ai chưa?
từ khoảng thời gian đó cho tới nay thì có người tìm hiểu em, nhưng mà cái vấn đề ở đây là không phù hợp. Không phù hợp. Thường rơi vào trạng thái nào được gọi là không phù hợp? Rơi vào trạng thái là quản xuyến em quá nhiều, quá khắt khe. Nghĩa là chàng trai đó quá khắt khe và kiểm soát em. Dạ đúng rồi. Trong tình yêu mà như vậy thì mệt lắm. Dạ đúng, em thì tính em thì không có kiểm soát người yêu mình quá nhiều, mà cái người đó lại kiểm soát em quá nhiều thì em lại không thích. Tại vì là mỗi người đều có một cái sự riêng tư nhất định. Cái không gian riêng, dạ, công việc riêng và bạn bè riêng nữa. Dạ. Hiếu không có đồng quan điểm với việc mà khi mà chúng ta là của nhau rồi thì cái gì cũng là của nhau. Không nha. Dạ không. Là của nhau về mặt tình cảm thôi. Còn bạn bè hay là bất kỳ những mối quan hệ khác là của riêng. Chứ làm sao mà của chung được. Cho nên hai anh em tương tác trên mạng xã hội rất là nhiều thưa quý vị. Đây là một cô nàng quá là xinh đẹp, cho nên việc mà có rất là nhiều những người đàn ông xoay quanh để tìm hiểu là chuyện dĩ nhiên. Nhưng đó, Hiếu vô tình Hiếu nhắn tin Hiếu hỏi là em ơi có người yêu chưa? Thì cũng trả lời là chưa anh Hiếu ơi, cái số em sao á. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ quyết giúp em tìm cho bằng được người yêu. Dạ. Nha. Hôm nay Ngọc Như Ý chắc chắn không đến một mình. Chúng ta cùng xem hội đồng người thân của Ngọc Như Ý là ai. Xin chào đón hội đồng người thân của Ngọc Như Ý. Hôm nay hân hạnh được gặp lại mẹ. Trong chương trình lần trước thì con chưa kết duyên được cho em chưa lựa chọn được, phải không mẹ? Đúng rồi con. Cho nên lần này hy vọng là sự trở lại của mẹ con mình lợi hại hơn xưa. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ vẫn phải giới thiệu sơ để cho quý vị khán giả được biết nha. Dạ. Mình là Ngọc Thanh, là mẹ của Ngọc Như Ý. Gửi lời chào toàn thể quý vị khán giả ở đây. Dạ còn đây, hôm nay là hai gương mặt mới toanh trên dàn hội đồng người thân. Dạ xin mời. Xin giới thiệu khán giả. Mình đây là mẹ nuôi của Ngọc Như Ý. Mẹ nuôi. Dạ mẹ nuôi. Mình tên gì thưa mẹ? Tên Bích Thủy. Bích Thủy. Dạ chào đón mẹ nuôi đến với chương trình. Dạ em tên là Quốc Thịnh. Dạ em là em họ của chị. Dạ. Ngày hôm nay hy vọng là mang những cái kinh nghiệm của mình, đặc biệt là có thêm sự hỗ trợ của mẹ nuôi nữa và mẹ ruột, thì Ngọc Như Ý sẽ có một màn tác hợp như ý, đúng như tên của mình nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng và chắc chắn rồi, bốn bậc phụ huynh cũng đã sẵn sàng. Bốn chàng trai ở trên phòng chờ bí mật chắc hẳn cũng đang rất rộn ràng vì nhan sắc của Ngọc Như Ý. Vậy thì chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình cô gái sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Thưa quý vị, trong mắt của những người làm cha làm mẹ, dù cho con mình có ngây ngô, khờ dại hay là giỏi giang như thế nào đi chăng nữa thì họ luôn xem con họ là số 1. Với Ngọc Như Ý, là một cô con gái cưng của mẹ Ngọc Thanh đây, vậy thì không biết ngày hôm nay tiêu chí để mẹ tìm một chàng rể tương lai cho con gái của mình có thay đổi so với trước kia hay không thưa mẹ? Tiêu chí của mẹ thì ngày hôm nay là thay đổi rất là nhiều. Thay đổi nhiều? Chỉ sau một thời gian ngắn là thay đổi nhiều. Tại sao mẹ? Do là mình cập nhật theo sự phát triển của kinh tế xã hội, hay do mình cập nhật theo các hoạt động giãn cách xã hội, hay là mình cập nhật theo cái xu hướng mới bây giờ mẹ? Mẹ thì cập nhật theo cái xu hướng mới bây giờ. Xu hướng mới bây giờ đó là gì? Đó là bây giờ thì mẹ thì chọn một cái chàng rể là phải đa tài, phải biết kiếm tiền. Trong cuộc sống thì phải lo đầy đủ cho con gái của mẹ. Tại vì dĩ nhiên rồi, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy, bản lĩnh đến mấy cũng cần một bờ vai. Phải không mẹ? Đúng rồi. Rất là đơn giản. Con mẹ nuôi, một chàng trai như thế nào mẹ nuôi sẽ thấy là vừa mắt để trở thành con mình rể nuôi là mẹ nuôi của Ngọc Như Ý. Nhưng mà mình cũng muốn là con gái của mình chọn được một người chồng biết yêu thương, biết yêu con của mình có công việc ổn định. Dạ. Và nhất là có tài chính. Tài chính cũng là để lo cho chính. Con gái của mình mới được, gái cưng mà. Cái điều đó đúng thôi, thật sự nha, Hiếu cũng luôn luôn đặt vấn đề là nếu như chúng ta không có tài chính thì cuộc sống sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Dù cho ý chí biết bao nhiêu đi chăng nữa thì quan trọng nếu mà có được chút xíu tài chính nữa và có thêm ý chí nữa thì càng tốt.
Dạ. Con Quốc Thịnh ngày hôm nay chắc chắn là với những cú vấp ngã trong tình trường và cả tại sân khấu Tìm Kiếm Tình Yêu thì mình có thêm kinh nghiệm rồi, phải không cưng? Dạ vâng ạ. Mình hôm nay mình đến đây với tâm thế như thế nào để tìm kiếm người yêu cho chị Như Ý đây? Dạ, khi mà em tới đây thì em hy vọng là em sẽ cố gắng hết sức để giúp có thể giúp chị Như Ý tìm được một người có thể là phù hợp nhất cho chị. Phù hợp nhất. Dạ, vâng. Thưa quý vị, đó chính là những thông tin thêm để chúng ta biết về Như Ý, đặc biệt là những tiêu chí mà gia đình Như Ý đặt ra để gia đình nhà trai chúng ta tiện tham khảo. Bây giờ chúng ta cùng làm quen lần lượt với từng thành viên nhà trai nha. Dạ, xin mời gia đình số 1 ạ. Xin chào bên họ nhà gái. Xin chào MC và xin chào quý khán giả. Mình tên là Võ Thị Mai, con mình tên là Quốc Lập. Mình đến từ Phú Yên và hiện tại thì mình sống ở Bình Tân. Dạ, em năm nay bao nhiêu tuổi thưa mẹ? Em năm nay 33 tuổi. 33 tuổi, chào đón gia đình mình đến với chương trình. Dạ, xin mời ba gia đình số 2 giới thiệu về mình cũng như là thông tin về con trai của mình, tên tuổi đến từ đâu ạ? Mình tên là Phạm Chí Hùng, 50 tuổi. Con trai là Phạm Tuấn Khanh, 30 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón gia đình mình với chương trình. Mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Mình tên là Nguyễn Quốc Thái, 55 tuổi. Con mình là Nguyễn Anh Quốc, 24 tuổi. Hiện tại gia đình mình đang sinh sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ, xin chào đón gia đình đến với chương trình. Dạ, còn gia đình số 4 xin mời giới thiệu về mình ạ. Mình tên là Ngọc Dung, mình 46 tuổi. Con trai mình là Hoàng Thiên Đức, 26 tuổi. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình mình. Độ tuổi là được ha mẹ ha. Độ tuổi trải dài như vậy là được ha. Mình dễ chọn. Dạ. Ngay lúc này, gia đình nhà trai lần lượt sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là hành động dễ thương. Đây là một hành động diễn tả về con trai của mình, một bộ phận cơ thể hay một tính cách, hay về công việc hay sở thích của em. Sau đó thì lần lượt từng nhà trai sẽ có giới thiệu về những điều mình cảm thấy tự hào về con trai của mình, để xem là các nhà trai sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào. Tại vì ngay từ vòng này, gia đình nhà gái hoàn toàn không hề biết bất kỳ gương mặt của chàng trai nào hết, chỉ qua lời kể từ gia đình mà đưa ra quyết định. Cho nên hy vọng là nhà trai chúng ta sẽ lựa chọn những hành động dễ thương nhất cũng như là những điều ấn tượng nhất để kể về con trai của mình nha. Ngay bây giờ mẹ sẵn sàng rồi phải không ạ? Mẹ vị trí số 1. Xin mời gia đình số 1, hành động dễ thương của con mẹ. Hành động dễ thương dành cho con mẹ là gì? Xin mời mẹ. Dạ. Gia đình nhà gái thấy sao? Với những hành động đó thì mình có liên tưởng đến cái công việc hay là cái sở thích gì không? Chắc là anh chàng này là cũng như là một là dân tập tạ, còn hai nữa là biên đạo múa hả con? Biên đạo múa à. Nghĩa là mình nghiêng về hướng có liên quan đến nghệ thuật. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa hoạt náo, vui vẻ nè. Đúng rồi. Vừa ca hát được, đúng rồi. Vừa biên đạo múa được. Vừa rất là dễ thương nữa. Dễ thương, không hình giống như mẹ vậy. Còn ý gì khác không ạ? Theo em thì anh chàng này thì có thích, sở thích là buổi sáng hay pha cà phê. Pha cà phê. Tại em thấy có động tác xoay xoay, em nghĩ là pha cà phê. Em thấy xoay xoay luôn hả? Với lại em thấy có chỉ chắc là anh này là nghề giáo viên. Giáo viên. Vậy thì bây giờ hành động đó mẹ muốn diễn tả điều gì về con trai mình, và điều gì ở con trai mẹ khiến mẹ tự hào? Mời mẹ. Mình xin thưa với bên họ nhà gái, hiện tại thì con trai của mình là ca sĩ và cũng là diễn viên tự do, và cũng làm kinh doanh tự do. Nói chung thì mình rất là tự hào về con trai của mình, vì con trai của mình là rất là đa tài, và ở nhà thì cũng biết là quan tâm chăm sóc mẹ và những người xung quanh. Là nói chung là con trai của mẹ là số 1. Dạ. Dường như là nghe được những cái mong mỏi từ mẹ nhà gái ha. Đánh trúng tâm lý ở cái chữ đa tài, phải không mẹ? Đúng rồi con. Được, được, chịu, chịu. Thưa quý vị, đó chính là gia đình số 1. Để xem gia đình số 2 sẽ có hành động dễ thương gì. Mời hành động dễ thương từ gia đình số 2. Cố lên, cố lên bà. Ghi chép, ghi chép.
Mai tình mai tình. Vừa ghi chép đánh máy. Chà, em nghĩ gì ý? Em nghĩ là chắc anh này là vừa hát được nè, vừa đàn được nè, vừa sáng tác được nè. Đàn chỗ nào đó? Em diễn tả lại đàn coi. À vậy là đàn á hả? Dạ. Ồ, còn cái này là viết thiên viết theo kiểu là mình viết lời nhạc. Dạ. Viết cái nốt nhạc và lời nhạc. Dạ. Sau đó là đàn luôn. Tự đàn và tự hát luôn, nghĩa dạ. Là ca nhạc sĩ. Dạ đúng rồi. Ồ, có thể nha. Bên nhà gái mình có nghĩ vậy không? Theo em thì em nghĩ là anh này là một nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. À, và anh này có sở thích là ca hát. Có sở thích ca hát, cũng có thể. Con mẹ? Theo mẹ thì lại nghĩ khác. Giống như anh chàng này giống như là một cái giáo viên mà cũng như là người ta thường nói là cái gì? Ở trong trường học đó, người ta thường nói là gì? Giám thị. Giống như vậy đó. Làm xong rồi cái những cái gì giám thị ghi rồi xong thôi giờ giám thị cầm micro lên giám thị la. Dạ nghĩa là giống vậy. Ghi lại những cái thông báo. Đúng rồi. Đánh thành cái văn bản. Đúng rồi. Sau đó được phổ biến trước trường. Đúng rồi. Dạ vậy thì để xem là ba cụ thể sẽ giới thiệu như thế nào về hành động để diễn tả điều gì về con mình cũng như những điều mà ba tự hào về con mình để cho thấy con mình là số một. Mời ba. Con của mình là nhân viên văn phòng. À. Và yêu thích ca nhạc cải lương mà đặc biệt hát đờn ca tài tử rất hay. Đờn ca tài tử con mình là số một. À. Đờn ca tài tử ạ. À. Em có thích đờn ca tài tử không? Em thì em thích hết. Anh biết là em đi theo dòng nhạc DJ sôi động nhạc trẻ. Dạ. Nhưng mà đờn ca tài tử mình cũng biết chứ. Dạ không, cái đó là cái con đường em đi thôi. Chứ em xuống khỏi cái chỗ đó em vẫn bật bolero em nghe bình thường anh. Bật bolero nghe bình thường. Nghĩa là cái gì cũng chơi hết. Dạ. Miễn là âm nhạc phát lên âm thanh và làm vui cho đời là mình thưởng thức hết. Dạ đúng rồi. Đúng không? Còn điều gì về con trai của ba mà ba ấn tượng? Điều ấn tượng nhất về con mình hiện giờ á là đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, thứ bảy chủ nhật đi sinh hoạt đờn ca tài tử, hát những câu lạc bộ. Dạ. Rất được khán giả hâm mộ. Nghĩa là cuối tuần mới đi thôi. Thứ bảy chủ nhật là được nghỉ văn phòng là tham gia câu lạc bộ đờn ca tài tử. Dạ. Dạ. Và hát về đờn ca tài tử là rất hay, luôn được bà con ủng hộ và khen. Dạ, chúc mừng ba có cậu con trai như ý nha. Mẹ thích nghe cải lương hay đờn ca tài tử không ạ? Rất là thích nghe nhưng mà mẹ nghiêng về con gái mẹ nhiều hơn. Dạ. Thích nghe con gái mẹ hát nhiều hơn. Thích nghe con gái mẹ hát nhiều hơn. Đó là cậu con trai gia đình số 2. Ngay bây giờ mời gia đình số 3 sẽ diễn tả hành động dễ thương để mô tả về con trai của mình. Dạ xin mời ba. Ủa nhanh gọn lẹ vậy luôn hả ba? Ủa là sao ta? Tại vì cái hành động đầu tiên ấy thấy giống như kiểu như là rã rãi vậy mà. Sao nó nghe điện thoại? Gia đình nhà gái nghĩ sao? Em nghĩ là có thể là anh trai là đang ở nhà là quản lý một cái cơ sở gà. Có thể là bán gà. Bán gà. Rồi một buổi sáng là anh ấy ra gãi là cho gà. Cho gà. À, còn cái nghe điện thoại là cái gì có thể là giao đơn hàng giao trứng cho gà cho người ta. Cũng có thể. Mẹ Thanh có nghĩ gì không? Mẹ thì nghĩ khác mà nghĩ là cái anh đó chắc có thể là anh bán hàng online rồi anh sẽ trực cái điện thoại chốt đơn. Anh chốt đơn, nói chung dạ. Là chốt đơn hãy chốt đơn hãy. Cũng có thể là nghiêng về hướng là trực tổng đài đúng không? Đúng trực rồi. Tổng đài đúng rồi. Cũng có thể lắm. Xin mời ba giới thiệu về con của mình một cách ấn tượng nhất. Tại vì sao ba chọn những hành động đó và điều gì khiến ba tự hào về con mình? Thật sự thì thưa nhà gái với MC Phương Hiếu là con trai của mình á thì rất đam mê về công nghệ thông tin. Và nhất là về điện thoại. Thành ra cháu nó chọn về cái ngành lĩnh vực kinh doanh linh kiện điện thoại. Dạ. Thành ra những cái này là như cháu chọn linh kiện điện thoại và vẫn nghe điện thoại và cho khách hàng. Thì rất tự hào về con mình là khi con đam mê kinh doanh, luôn học hỏi những gì là con chưa biết. Thứ hai là con luôn luôn chăm sóc, quan tâm đến gia đình. Dạ. Nhất là hay tâm sự với cha. Dạ. Và ra ngoài thì con cũng luôn chia sẻ yêu thương với tất cả mọi người. Và một người con trai
sống có trách nhiệm gia đình. Rất tự hào về đứa con tôi vì con tôi là số 1. Con tuyệt vời bằng. Thiếu rất là thích những người đàn ông mà được người nhà hay là những người bạn bè quen thuộc nhận xét đây là một người đàn ông có trách nhiệm nha. Đối với em cảm thấy như thế nào? Một người đàn ông mà gọi là có trách nhiệm đối với em là hơn cả tuyệt vời. Em hơn không còn nói gì cả. Tại vì là một người có trách nhiệm là sẽ chu toàn lo cho em được tất cả mọi thứ. Tại vì cái tính của em rất là hay quên và rất là lơ ngơ. Em sẽ cần một người nào đó có đủ cái trách nhiệm đó. Em phải làm cái này, em phải làm cái kia. Phải luôn nhắc nhở em trong một cái trạng thái là giống như đó là một cái thói quen. Vậy thì mình càng thích, đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là tuyệt vời, ba đang có điểm cộng nha ba. Giữ phong độ. Đó là chàng trai của gia đình số 3. Xin mời gia đình số 4 hành động dễ thương dành cho con mình. Xin mời ạ. Dạ cảm ơn mẹ. Mẹ có vẻ ngại ngùng quá ba ơi. Nhưng mà cái nét ngại ngùng đó cực kỳ dễ thương nha. Mình thấy là đây chắc là anh chàng mê TikTok ha. Bên cạnh đó là ca hát, biết múa và biết hát. Một người đàn ông phù hợp với ngành nghề của con gái của mình thì mẹ nghĩ như thế nào? Riêng mẹ thì mẹ không có chọn những cái chàng trai giống như là cái công việc của em. Tại sao ạ? Thì nói chung là mẹ, cái ý tưởng của mẹ là chọn một cái chàng trai á, là cũng như là biết về kinh doanh. Kinh doanh, nghiêng về kinh doanh nhiều hơn. Dạ. Là để đứng sau em. Để đẩy em lên. Chứ bây giờ hai đứa cùng đam mê hết rồi, đâu có đứa nào đẩy đứa nào đâu. Nhưng mà nếu một chàng trai đam mê nghệ thuật mà có nền tảng gia đình tốt thì sao? Cũng là một bệ phóng chứ mẹ. À, cái đó thì mẹ phải xem xét lại. Xem xét lại, dạ. Ngay bây giờ, mời mẹ của gia đình số 4 sẽ giới thiệu về con trai của mình. Tại sao mẹ chọn hành động đó? Và điều gì ở con trai của mình khiến mẹ tự hào? Con trai tôi đó là một người biên đạo múa. Biên đạo múa và một ca sĩ tự do. Hát những nhà hàng cưới tiệc cưới. Dạ. Và biên đạo múa để dạy những cái lớp mẫu giáo để mà diễn 20 tháng 11 bên này kia đó. Dạ. Tôi rất là khéo tay, rất là làm, viết rất là giỏi. Nói chung là rất là hề tốt. Tôi thấy con trai tôi là số 1. Dạ. Khéo tay thì như thế nào gọi là khéo tay nè? Nghĩa là em khéo tay ở cái điểm nào, em làm cái gì mà mẹ cho rằng là em khéo tay? Những cái đồ mà để đạo cụ để mà để cho những trẻ em múa đó thì tự làm được hết. Nghĩa là tự may những cái đạo cụ được hết. Dạ, tự làm đạo cụ. Hay để quá. Diễn còn quần áo thì thuê. Dạ, điều này ấn tượng nha, tại vì hiếm có chàng trai nào mà có thể có cái sự tháo vát đó. Đặc biệt nếu mà chàng trai giỏi việc ở ngoài, việc kinh doanh hay là công việc gì ở ngoài công sở, thường ở nhà, thì chàng trai đó không có tháo vát việc nhà. Còn này thì chàng trai vừa có thể đi ca hát, vừa biên đạo múa mà còn tự làm đạo cụ được. Cũng khá thú vị chứ mẹ. Cái đó là mẹ suy nghĩ lại. Mẹ suy nghĩ lại, cái từ mẹ suy nghĩ lại sợ quá. Tại vì rõ ràng á, chỉ với những thông tin từ bốn gia đình nhà trai chia sẻ thôi mà nhà gái phải đưa ra quyết định dừng cuộc chơi rồi. Cho nên Hiếu tin rằng là hy vọng gia đình nhà gái chúng ta cân nhắc. Sẽ có những việc chúng ta nghe như vậy đó, nhưng mà chưa chắc nó đã là như vậy. Có thể nó có chiều hướng tốt hơn. Tại vì nhiều khi có những bạn trẻ không có chia sẻ hết cho ba mẹ của mình biết là con là người như thế nào đâu. Chỉ là muốn ba mẹ thấy những cái mặt tốt hoặc là những điều tích cực mà thôi. Vậy thì bây giờ gia đình nhà gái chắc chắn đang rất hồi hộp. Tại vì chúng ta bắt buộc phải dừng cuộc chơi với một gia đình. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý đã hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem quyết định của nhà gái là gì. Xin mời nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình nhà trai mà quý vị rất tiếc phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng 1 này là gia đình số mấy. Tôi xin chia tay với gia đình.
chia tay với gia đình số 3. Gia đình số 3, lý do tại sao thưa mẹ? Một cái người thanh niên mà cũng như là nói chung là về mọi mặt rồi đảm đang hết thì nó cũng không tốt, mẹ không thích. Tại vì mẹ chỉ nghiêng về cái việc là kinh doanh ngoài xã hội, và về nhà thì chỉ biết là thương yêu vợ con là được. Còn việc nhà thì để đó mình tính sau. Tính sau là ai tính ạ? Tại vì hồi nãy mẹ nói là mẹ muốn con gái của mẹ có một người đàn ông cưng chiều, chứ mẹ không hề nói là mẹ cần một người đàn ông về nhà có thể là giỏi việc bên ngoài và về nhà là con gái mẹ lo hết. À không, cái đó là mẹ sẽ tìm mọi cách để huấn luyện, thuê người giúp việc. À là mẹ bây giờ không huấn luyện luôn. Mình là hiện đại rồi, mình thuê người giúp việc luôn. 4.1 rồi con. Dạ. Đó là quyết định của gia đình nhà gái. Không biết là ba mình thấy sao về quyết định này? Chỉ vì con mình giỏi làm công việc ở nhà thôi mà cũng bị loại nữa. Đó là quyền quyết định của nhà gái. Dạ. Thường thì tôi chỉ nói một phần về con trai tôi thôi, tôi không thể nói hết. Nó hết quá thì đôi khi người ta sẽ nhìn vào tôi là người khoe khoang về con trai tôi. Tôi muốn để con trai tôi cũng nói thêm một phần nào đó. Nhưng mà nhà đái đã đưa ra quyết định vậy rồi thì tôi phải chấp thuận thôi. Nhưng mà tiếc quá ba, tại vì nếu mà mình không tận dụng cái thời gian lúc nãy mà nói những điều tốt nhất. Hiếu không nghĩ là khoe khoang, Hiếu dùng từ tự hào. Chắc chắn là ba... Tự hào thì lúc nào tôi cũng tự hào về con tôi rồi. Dạ. Nhưng mà tôi cũng muốn một phần để cháu, để nói về cháu hay hơn. À là tôi nói hết. Nghĩa là ba chơi chiến thuật là chừa lại để cho em xuất hiện tại đây em tự nói sao? Đúng rồi, chính xác. Cái điều này gây hoang mang và tò mò. Chắc chắn là ba phải tự tin về con trai của ba lắm. Cho nên ba mới làm điều đó. Để xem con trai của gia đình số 3 xuất hiện tại đây có thể hiện được điều đó hay không. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ cậu con trai cưng của gia đình số 3. Xin mời. Coi. Thật ra là anh không muốn bắt tay ai trong cái trạng thái như thế này hết. Tại vì mình bị dừng cuộc chơi. Em nghĩ như thế nào về quyết định dừng cuộc chơi của gia đình nhà gái dành cho mình? Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào MC và tất cả mọi người ở đây. Thì cô đã có một cái quyết định sâu xa hơn. Thì bậc làm phụ huynh ai cũng muốn tốt cho con mình hết á. Cho nên là nếu như mà cô đã quyết định như vậy thì em cũng rất là vui lòng thôi. Và chúc cho bạn nữ sẽ tìm được một người mà thật xứng đáng. Thật ra nha, anh thích những chàng trai mà biết làm việc nhà lắm. Và quán xuyến việc nhà, nó là một điều cực kỳ quý. Dù cho chúng ta có giỏi việc nước ở bên ngoài hay là chúng ta có giỏi việc kinh doanh, đi làm ăn kiếm tiền, thế nào đi chăng nữa, làm ơn cũng biết chút xíu công việc thời hiện đại rồi. Không cái vụ mà chỉ có phụ nữ mới vào bếp hay chỉ có người làm mới vào bếp đâu. Nếu mà chúng ta không biết những công việc đó, rất là khó để chúng ta nâng tầm chất lượng cuộc sống lên. Thật sự, cho nên là việc mà đàn ông hiện nay mà biết công việc nhà nữa, nó rất hay chứ mẹ. Chỉ là mẹ quan ngại nhiều hơn về việc chàng trai này hướng về gia đình nhiều quá, đúng không? Nó không có khớp với cái tiêu chí mẹ đặt ra. Lại mẹ cần một chàng trai phải dũng mãnh, được gọi là dũng tướng bên ngoài, đúng không mẹ? Đúng rồi. Rất là tiếc, cho nên không khớp lệnh thôi. Vẫn tiếp tục, đừng vì ở đây gia đình nhà gái không lựa chọn mình mà về bắt đầu không làm việc nhà. Lao đồn ra ngoài, không làm việc nhà nha cưng nha. Tiếp tục, mình thích làm gì mình làm, mình có sự quan tâm sâu sát đó thì mình cứ làm thôi. Ha, mời ba xuống sân khấu ạ. Cái duyên này chưa đến thì mình còn cái duyên khác. Và với mặt mày sáng sủa như thế này thì yên tâm đi, còn nhiều cô gái ngoài kia, phải không ba? Chúc cho ba và em có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống trong thời gian tới. Dạ, xin chào tạm biệt gia đình mình ạ. Quý vị, như vậy là không khớp với tiêu chí của gia đình nhà gái. Một gia đình nhà trai đã dừng cuộc chơi. Chúng ta vẫn còn ba gia đình số 1, số 2 và số 4. Đến ngày với vòng 2 của chương trình mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim cô gái.
Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị và các bạn, với vòng 2 của chương trình Trái Tim Chân Thành ngay vị trí này đây, lần lượt từng cậu con trai của các gia đình sẽ xuất hiện và có 2 phút để cùng gửi những lời chân tình đến cho Ngọc Như Ý, cũng là nữ chính ngày hôm nay. Để xem các chàng trai xuất hiện tại đây với dung mạo như thế nào và thể hiện ra sao, chúng ta cùng gặp gỡ ngay với cậu con trai của gia đình số 1. Bắt tay một cái. Anh truyền hơi ấm cho em nha. Cảm ơn anh. Để bản lĩnh và tự tin lên nha. Mời Ngọc Như Ý xuống vị trí này. Dạ, làm phải tay thật lớn ạ. Nhớ nha, có 2 phút. Muốn nói gì nói, khai thác gì đó khai thác. Và nhớ là hướng về gia đình nhà gái để thuyết phục cả gia đình nhà gái. Tại vì lúc này đây, vòng này, mẹ của Ngọc Như Ý mới là người có quyền quyết định để dừng cuộc chơi với mình. Dạ. Nha, thời gian 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Lần đầu tiên là anh muốn nói với em rằng anh tuy không phải là người đẹp trai, nhưng anh tự tin rằng mình là một người có trái tim đẹp, đầy tình yêu thương và đủ sự bao dung. Nếu như em đến với anh, chắc chắn rằng sau này em sẽ không bao giờ hối hận. Anh tin điều đó, anh sẽ làm được. Bởi vì mẹ anh là người anh đã bảo vệ trong suốt mấy chục năm qua, từ khi anh đã khôn lớn và mẹ anh thành tài nuôi anh học thành tài. Và cho tới bây giờ anh đứng đây thì em cũng sẽ là người tiếp theo anh sẽ bảo vệ trong suốt những quãng đời còn lại. Và từ khi gặp em trong chương trình này, anh tin chắc chắn rằng em cũng sẽ phải là cái người đi theo anh suốt cuộc đời sau này. Rất là vui bởi vì chuyện hôm nay cô mang đến đây một cô gái rất là xinh đẹp, rất là hiền thục và đặc biệt là còn rất là rung khi mà đứng trước vẻ đẹp của cô gái này. Rất là nhu mì, dễ thương. Và con mong rằng mẹ có thể tin tưởng vào cái tình yêu chân thành của con, vào trái tim này, để sau này con có thể đủ sức mạnh để bảo vệ con cái của con. Con xin cảm ơn. Thời gian vẫn còn và vẫn chưa hết luôn, nhưng mà chiến thuật của mình là nói ít hiểu nhiều. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Không sao, ngay bây giờ mẹ sẽ có thêm 1 phút nữa để tiếp thêm sức mạnh cho con trai mẹ gửi những lời chân thành đến gia đình nhà gái. Xin mời mẹ. Con trai của mẹ thì nói chung là ở nhà thì rất là quan tâm những người xung quanh và cũng sẽ là đem lại hạnh phúc được cho con gái. Thì mẹ có thể là an tâm những cái điều đó, là mẹ nên tin tưởng vào con trai của mẹ đây. Dạ hết giờ. Mình ngại ngùng quá bố mẹ. Nhiều khi với quý vị, cái chuyện mà hai gia đình thông gia hay hai gia đình mà đang tìm hiểu nhau á, ngồi nói chuyện nhau ở dưới sân khấu, ở bên ngoài khuôn khổ chương trình dễ lắm. Trời, bà con bà sao bà, ê con tôi gì nè, thấy hợp với con tôi nghe, phải không? Tự nhiên lên truyền hình cái nó hơi khó nói. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ tiên phong làm điều đó để các gia đình thông gia cùng đến đây để mạnh dạn bày tỏ quan điểm và những lời chân thành của mình. Chúc mừng em và mẹ đã hoàn thành xong phần của mình. Mừng và anh. Chúc cho may mắn để có thể có mặt ở vòng trong. Dạ, em cảm ơn. Một tràng vỗ tay dành cho bạn. Thưa quý vị, đó là cậu con trai của gia đình số 1. Ngay bây giờ, không chần chờ nữa, hãy cùng xem dung mạo của cậu con trai gia đình số 2 như thế nào. Xin mời. Nha, tận dụng 2 phút được cái cao ráo. Rồi, 2 phút dành cho hai em, bắt đầu. Chào gia đình ạ. Anh chào em. Thì anh là người con miền Tây thì nó cái chất miền Tây nó thật tình mà. Có sao nói vậy ạ?
Thì đối với anh thì quan trọng nhất của cuộc đời con người vậy. Anh nghĩ là ai cũng cần cái hạnh phúc. Thì người phụ nữ mà, con gái mà, ai cũng cần hạnh phúc. Thì anh nghĩ anh không có gì nhưng anh chỉ có được hai chữ hạnh phúc. Anh tặng em một câu nói này ha. Trong cuộc sống này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô biên. Chúng ta làm cách nào nuôi sống được tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc được thân phận trên cây thập giá của cuộc đời. Anh hy vọng là em sẽ tìm được một tình yêu sáng suốt. Vẫn còn thời gian. Dạ, con chào gia đình ạ. Thì con thì nói chung thì cô thì cái tiêu chí của cô là cái thứ nhất là đa tài, cái thứ hai là biết kiếm tiền. Thì con thì nói chung hồi xưa thì học du lịch, nhưng mà bây giờ làm kinh doanh thì cũng có. Còn cái đa tài thì con không dám nói, nhưng mà cũng từng theo nghệ thuật. Con hy vọng là sẽ được sự lựa chọn của gia đình. Dạ. Thưa quý vị, kiểu chất phát thật thà của người miền Tây. Nhìn hao hao giống Tài Smile ha. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn hao hao, có bà con họ hàng gì không? Dạ không anh. À, mà tại cái mặt tươi quá, nhìn thấy giống giống, dễ dàng mang lại cho người ta cảm giác thân thiện. Bây giờ ba sẽ là người tiếp thêm một nguồn động lực nữa dành cho con trai của mình bằng việc nói những lời chân thành dành cho gia đình nhà gái. Mời ba. Con của tôi thì thiệt tình đi làm ngoài kinh doanh văn phòng, về còn yêu những làn điệu của quê hương đờn ca tài tử, mà về nhà rất là hiếu thảo với cha mẹ nội ngoại hai bên, bà con lối xóm là rất là thân thiện. Thưa thông gia, con của tôi có những đức tính tốt đó mà bây giờ đang làm theo sức lao động của mình. Sau này con chững chạc sẽ có nhiều, sẽ mở công ty riêng cho con làm chủ công ty. Ba thật thà và chân chất quá. Và đó là thêm một lời cam kết nữa dành cho gia đình nhà gái. Hồi nãy giờ đặc biệt anh ấn tượng là ba quảng cáo tới quảng cáo lui việc là mình thích đờn ca tài tử, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ tặng chương trình và tặng Ngọc Như Ý, hồi nãy mình còn dư giờ nhiều quá, một câu vọng cổ được không? Dạ được anh. Được nha. Dạ. Rồi, xin mời. Anh xin phép em anh diễn cho em chút xíu được không? Dạ ok. Vỗ tay quý vị. Đêm đó anh đây mà sao như nghìn trùng ngăn cách, gõ cửa trái tim sao em hờ hững để kẻ mối tình si nghe vụn vỡ giấc mơ đầu. Ai giúp giùm tôi bắt một nhịp cầu để trái tim em tim tôi cùng hòa chung nhịp đập cho khúc nhạc tình rồi mãi không thôi. Tôi yêu người yêu cả khóe mắt bờ môi, yêu giọng nói, yêu nụ cười xinh như mộng. Muốn biết tên em để anh thầm gọi, dầu gọi thầm nhưng nghe hồn say đắm. Hồi đó giờ quý vị có nghe cái câu mà hát mà ngọt như mía lùi chưa? Đó, ngọt phải không? Rất là ngọt ngào, đúng chất. Đúng chất con trai miền Tây thưa quý vị. Hiếu cũng được sinh ra từ miền Tây. Và những cái giai điệu này nó lặp đi lặp lại và nó trở thành một trong những cái biểu tượng của người miền Tây nói riêng và của người Việt Nam chúng ta nói chung. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Mình thể hiện được tài năng rồi đó. Mình vào trong để chờ tin vui nha. Sao? Dạ. Cảm xúc sao? Hát hay quá. Hát hay quá đúng không? Rõ ràng là mình đen nhạc trẻ rồi nhạc bolero, mình nghe giai điệu này cũng không có xa lạ. Dạ đúng rồi. Đó, toàn là những giai điệu quen thuộc cả. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem là cậu con trai của gia đình số 4 diện mạo như thế nào. Chào đón cậu con trai gia đình số 4. Anh mặc áo trắng có làm em lo lắng? Khá là lo lắng. Khá là lo lắng. Thời gian 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Có lẽ là ngày hôm nay thì trước khi đến đây thì anh không hề biết em
Nhưng mà khi mà anh đến đây thì anh biết em và anh biết được là em là một DJ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì có lẽ là mình, anh với em thì cũng chung ngành nghề là đam mê nghệ thuật. Thì anh cũng hy vọng rằng là mình làm cùng nghề với nhau thì anh sẽ hiểu được em và em cũng sẽ hiểu được anh. Và riêng anh thì anh có lẽ là anh sẽ hiểu cho em nhiều hơn. Con cũng xin phép cô cho con nói với gia đình mình là thì hồi nãy con có nghe cô nói là cô không thích một chàng rể là làm bên nghệ thuật. Thì con không hiểu vì sao mà cô lại không thích. Tại vì cùng bên nghệ thuật thì con sẽ hiểu cho Như Ý nhiều hơn. Và con nghĩ là nếu mà kinh doanh á thì con gái cô sau này sẽ rất là lo lắng. Tại vì ngành nghề kinh doanh nó rất là có thể gọi là nó nguy hiểm. Còn cái nghề của tụi con thì có thể là sau này con lớn con không đi hát nữa thì con có thể là con làm bầu show. Cái công việc của con á thì nó cũng liên quan tới nghệ thuật, nhưng cho nên là cái nghệ thuật nó sẽ lâu dài. Còn cái nghề kinh doanh này đâu phải là lúc nào cũng kinh doanh được đâu ạ. Đúng không ạ? Thì con nghĩ là hy vọng gia đình sẽ ủng hộ cho con với Như Ý. Dạ. Tận dụng tối đa luôn, không còn một giây nào. Đặc biệt là giải quyết luôn cái vấn đề gia đình nhà gái đang lăn tăn về việc một chàng rể tương lai. Có thể là nếu mà làm nghệ thuật thì họ sẽ lớn cứng chút xíu. Dạ, đúng không? Dạ. Bây giờ không sao, mẹ sẽ có một phút để góp thêm tiếng nói chân thành, thuyết phục gia đình nhà trai giữ con trai của mình lại. Xin mời mẹ. Con trai của tôi rất là giỏi trong cái việc biên đạo múa. Chung là đồng nghiệp với nhau thì hiểu cho công việc của nhau dễ hơn. Thì nhà gái cho con trai tôi với lại con gái của bên đó một cơ hội để tìm hiểu nhau. Xin một cơ hội để tìm hiểu nhau. Đó chính là những nỗ lực của gia đình số 4. Cảm ơn em rất nhiều, mình vào trong nha. Thưa quý vị, lần lượt ba chàng trai, con của gia đình số 1, số 2 và số 4 cũng đã xuất hiện rồi. Bây giờ thì chắc chắn là lúc mà gia đình nhà gái cũng phải có thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ, để ngay lập tức đưa ra cho chúng tôi một quyết định gia đình số mấy là gia đình tiếp tục dừng cuộc chơi. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái đã hết. Chúng ta cùng xem quyết định của mẹ lựa chọn dừng cuộc chơi với gia đình số mấy. Xin mời mẹ. Mẹ thì xin dừng cuộc chơi với gia đình. Dừng cuộc chơi với gia đình số 4. Số 4. Lý do thưa mẹ. Cái thứ nhất là chung ngành nghề. Và mẹ cũng đã nói rồi. Thì bây giờ cái tiêu chí của mẹ thì lại khác. Thì cũng như nói chung là chung ngành nghề, nhưng mà cũng có một cái khoản điều khoản mình kinh doanh về mặt tài chính. Chứ bây giờ hai đứa cùng chung ngành nghề thì mẹ không đồng ý. Dạ. Nghĩa là thật sự mẹ vẫn muốn đặt cái nền tảng gia đình của nhà trai là phải kinh doanh. Đúng rồi. Thì mới có thể phù hợp với con gái của mẹ, đúng không? Đúng rồi. Thật sự cho anh Hiếu hỏi nha, em có đồng suy nghĩ với mẹ hay không? Em có bao giờ thử yêu một chàng trai cùng nghề mình hay chưa? Dạ rồi. Và kết quả? Kết quả đổi lại là em chỉ nhận lại được sự phản bội. Phản bội. Trong cái suy nghĩ của em á, thì cái vấn đề mà gọi là yêu người cùng cái ngành nghề của mình á, nó rất là tốt. Tại vì sao? Họ hiểu được mình đang làm cái gì và cái thời gian của mình bỏ ra. Tại vì có nhiều khi mình quay một chương trình thì nó lại bị gián đoạn một cái gì đó, nó lại cách xa thêm 2-3 tiếng nữa, thì họ sẽ hiểu cho mình là tại sao mình về trễ và tại sao mình xuất hiện ở nhà trễ. Thì em rất là quý cái điều đó. Nhưng mà
đổi ngược lại, cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải. Thì mặt trái của nó là đôi khi em không biết được cái người đó, cái người đối phương của em là có thể là sẽ diện cớ cái việc là ừ hôm nay đi làm này, hôm nay đi làm kia, và hôm nay là đi quay chương trình này, quay chương trình kia. Nhưng thực sự là không phải. Dạ đúng rồi. Nghĩa là hoàn toàn nó cũng có nguy cơ. Dạ. Viện lý do công dạ, việc, đúng rồi. Viện lý do tham gia show này show kia. Dạ. Để có thể có một mối quan hệ khác khi mà đã no sôi chén chè. Dạ đúng rồi. Anh hiểu điều đó. Một tràng vỗ tay an ủi cho Như Ý chứ ạ. Và bây giờ thì mẹ gia đình số 4, mình nghĩ như thế nào về quyết định về cuộc chơi của gia đình nhà gái ạ? Thì bên nhà trai thì chỉ có biết lấy làm tiếc khi mà bên nhà gái đưa ra lý do thôi. Tại vì không phải ai cũng giống như là cô gái vừa nói. Ai cũng có những cái vết thương lòng. Nhưng biết đâu chừng chàng trai mà cô gái vừa đưa ra quyết định đó thì sai lầm thì sao? Tại vì Hiếu thấy chàng trai này rất chân thành. Dạ. Rõ ràng là con trai của mẹ đã đưa ra rất nhiều lập luận và sợ rằng nhà gái sẽ từ chối, cho nên thuyết phục bằng cách là... Nhưng mà cuối cùng nhà gái vẫn từ chối. Dạ, cái điều quan trọng nó nghiệt ngã chỗ đó. Thôi thì ngay bây giờ, xin mời cậu con trai gia đình số 4 và mẹ cùng xuống sân khấu ạ. Em nghĩ thế nào khi mình đã ra sức, mình sợ cái điều đó xảy ra? Tại vì mình nghe cái tiêu chí từ ở trên phòng chờ bí mật rồi. Mình sợ điều đó, mình ra sức, mình thuyết phục, mình chứng minh, mình khẳng định không thiếu, không thừa một giây nào của thời gian. Nhưng mà rồi vẫn bị dừng cuộc chơi. Em nghĩ sao? Thật sự là ngay lúc đầu thì em cũng đã hết thuyết phục Như Ý cũng như là hai mẹ. Thì có lẽ là chắc là cái định kiến của cô về cái ngành nghề nghệ thuật đối với con rể thì nó hơi cao. Cho nên là con cũng hy vọng là Ý sẽ tìm được một người mà yêu thương Ý, cũng như là tìm được một người mà mẹ hợp ý nhất. Anh xin được bổ sung chút xíu này, cô hoàn toàn không định kiến đâu. Nếu mà chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ biết khi mà con gái mình trải qua một mối tình tan vỡ vì cái lý do đó đó, mình sẽ không bao giờ cho phép nó được va vào một mối tình tương tự như vậy nữa. Gọi là đừng bao giờ đi lại vết xe đổ. Dạ. Yeah. Cho nên mẹ tuyệt nhiên mẹ không cho phép Ý làm điều đó thôi. Tại vì sợ con gái mình khổ. Con gái mình khổ thì mình khổ. Con mà nó đau một á thì cha là mẹ đau 10, thậm chí đau cả trăm cả ngàn lần hơn con mình. Cho nên Hiếu hiểu điều đó từ mẹ. Đó là quyết định của gia đình. Chỉ là quan điểm về tình yêu khác nhau thôi, không sao cả. Chúc em và mẹ sẽ có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong tương lai, đặc biệt là sớm tìm cho mẹ nàng dâu. Dạ. Yeah. Yeah. Còn nếu tìm hoài không thấy thì đến đây. Anh vẫn ở đây. Dạ, yeah, một tràng vỗ tay gửi lời chào đến gia đình số 4. Thưa quý vị, và như vậy từ 4 gia đình, ban biên tập chương trình đã cất công lựa chọn những tiêu chí để phù hợp với Ngọc Như Ý. Nhưng chỉ còn 2 gia đình mà thôi. Chúng ta cùng đến ngay với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất để gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, ở vòng quyết định này lần lượt từng nhà trai sẽ mang đến đây một món báu vật để thuyết phục gia đình nhà gái. Để xem hôm nay gia đình nhà trai đã cất công chuẩn bị như thế nào. Xin mời các gia đình chúng ta vào vị trí trình báu vật. Vì các gia đình đã vào vị trí, chúng ta cùng xem món báu vật mà gia đình nhà trai số 1 mang đến chương trình là gì. Xin mời. Không biết là khi món báu vật đi lướt ngang gia đình nhà gái của mình thì mình có đoán được đây sẽ là gì không ạ? Thật sự là khó đoán ạ. Khó đoán. Mình chưa tận mắt cũng như là mình chưa tận tay được sờ, đúng không? Ngọc Như Ý, em sẽ là người được phép sợ bên ngoài và cho anh Hiếu biết mô tả về món báu vật này theo em đó là gì? Dạ. Yeah.
một cái hộp. Dạ đúng, cái hộp hình chữ nhật. Bốn cạnh của nó là kiểu hình hình tròn. Hình cung ôm dạ, đúng lại rồi. Đúng không? Dạ. Hình chữ nhật mà bốn cạnh hình tròn. Hồi đó học hình học chắc giỏi lắm nè. Dạ. Rồi, để xem. Món báu vật gia đình nhà trai số 1 mang đến là gì? Dạ, yeah, chính xác là một chiếc tạp dê. Yeah. Vâng, Hiếu xin phép mang món báu vật này quay trở lại với gia đình số 1. Dạ, gửi lại cho mẹ và em nha. Dạ, cảm ơn anh. Mẹ và em sẽ có thời gian để trình đến gia đình nhà gái vì sao mình chọn món báu vật này. Dạ, xin mời mẹ và em. À, mình cũng xin thưa với bên nhà gái là hôm nay mình trình cái món báu vật này là cũng có một cái lý do. Là cũng như là mặc dù là con trai của mẹ ở ngoài đường á thì cũng là rất là giỏi về kinh doanh, nhưng mà khi con về nhà thì con cũng rất là đảm đang ở nhà, cũng có một cái nhà hàng nho nhỏ riêng của mình, là vừa là ca sĩ mà cũng là có kinh doanh nhà hàng. Mẹ cũng xin thưa với mẹ nhà gái là hy vọng mẹ có thể là chọn con trai của mẹ nhà trai đây là làm con rể, thì hy vọng rằng là con trai của mẹ đây sẽ là bảo bọc được cho con gái của mẹ suốt đời. Dạ. Chẳng những là có cái đam mê ca hát, đi làm ca sĩ, nhưng mà ở nhà thì vẫn có cái nhà hàng, và đặc biệt là quán xuyến cái nhà hàng đó, muốn gửi gắm một thông điệp để gia cố thêm niềm tin rằng là bên đây không chỉ là làm công việc ca hát không đâu, mà còn có thêm công việc kinh doanh nữa nha mẹ nha. Đúng như ý mẹ nhà gái muốn rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem món báu vật mà gia đình số 2 mang đến là gì. Xin mời. Mình có đoán là gì không ạ? Theo em thì nó có thể là một cái hộp nhựa. Một chiếc hộp. Đựng cái gì, em mong muốn cái gì đựng trong đó? Có thể là tiền. Có thể là tiền. Tiền cưới chăng? Đúng không? Mời em. Nó vẫn là hình chữ nhật. Nó vẫn là hình chữ như nhật. Như lúc ban đầu. Như nhưng lúc ban đầu. Nhưng mà nó không có mềm mềm xốp xốp nữa. Rất là cứng. Rất là cứng. Vậy dạ. Thì em đoán là gì? Cuốn nhật ký. Quyển nhật ký. Dạ đúng rồi. Hoặc chưa là bao cuốn giờ sách. Mà Phương Hiếu thấy quyển nhật ký mà nó dày như cuốn tiểu thuyết vậy. Nó khá là nhô lên đúng không? Dạ. Để cho các bạn muốn tận tay xem không? Đây, qua bên đây. Nào, đoán một cái ăn liền coi nào. Đó là sự thống nhất của gia đình mình là nhật ký. Vâng. Đó là gia đình bên A, gia đình bên B. Cuốn sổ đỏ mà dày như vậy chắc là nhà hơi bự à. Để xem đây có phải là nhật ký hay là cuốn gia phả như là các bạn khán giả ở trường quay đoán hay không. Xem nha. Một quyển notebook. Tôi không biết là trong đây ghi cái gì. Tôi xin phép không mở ra xem. Có thể là nhật ký, đúng không? Có thể trong đây là bill tính tiền. Sổ nợ. Sổ nợ. Thậm chí trong đây chan chứa những cái lời thơ tình dành cho một ai đó, và có thể gửi gắm đến cho em thì sao, đúng không? Hiếu xin trả quyển notebook này là cho gia đình số 2. Dạ, xin gửi lại cho
ba và em. Ba và em hãy trình với gia đình nhà gái, xin mời. Thưa nhà thông gia, quyển sổ nhật ký này là gia đình ghi lại những kỷ niệm đẹp của con tôi từ khi được tốt nghiệp và đi làm, đều ghi lại hết những gì tốt đẹp của con tôi làm được. Nghe đây, mong rằng ngày vui của hai đứa nhỏ cũng được ghi vô cuốn sổ này. Thứ xin được gọi đây là quyển lưu bút ngày xanh, phải không ạ? Dạ đúng. Và có lẽ trên chặng đường để chúng ta ghi lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đó, thì nếu được ghi thêm những dòng tự sự, những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ trong quyển nhật ký thì còn gì bằng. Thật sự ý nghĩa, nó mang thông điệp viết tiếp một trang mới của cuộc đời. Đó chính là hai món báu vật mà gia đình nhà trai cùng mang đến đây để chinh phục gia đình nhà gái. Và bây giờ là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thông gia song đấu. Ở phần thông gia song đấu này, lần lượt từng gia đình nhà trai phải làm một nhiệm vụ, đó chính là thuyết phục gia đình nhà gái vì sao nên chọn con trai gia đình của mình mà không chọn con trai của gia đình còn lại. Thời gian dành cho hai gia đình bắt đầu. So với nhà bên kia thì con trai nhà bên kia nó chỉ là một con trai văn phòng thôi. Nó không có thể bảo bọc được con gái của mẹ bằng con trai của mẹ đây. Là con trai của mẹ đây là có thể là bây giờ mặc dù là một cái nhà hàng nho nhỏ nhưng kinh doanh sau này có thể phát đạt lên và có thể mở thêm mời chi nhánh ra. Còn lương văn phòng thì chỉ là với cái một mức lương ổn định thôi, chứ không có bằng như là con trai của mẹ đây. Thưa thông gia, từ lâu đã dự kiến cho con trai cũng yêu thích nghệ thuật nhưng phải lo sự nghiệp trước, nên lo hai phần cho lo sự nghiệp, nhân viên văn phòng. Mà sau này tới 30 tuổi con đã cứng cáp rồi thì gia đình sẽ mở công ty cho con trai mình phát triển kinh doanh về ngành du lịch, không làm nhân viên nữa. Đã có công ty sẵn rồi, bây giờ là giao cho con trai nó quản lý luôn, vì con nó muốn tự lập. Sau này từ 30 tuổi trở lên là nó chín chắn nên phải là giao quyền cho con. Nhưng mà theo anh nói như vậy thì đó là con anh không có tự lập từ bước ban đầu, là cái đó là coi như là cũng phải dựa vào gia đình. Sau này thì nếu như mà bố mẹ không còn thì con anh sẽ dựa vào ai? Và lúc đó cũng như là chưa có tự lập được thì không có quán xuyến được, không chăm lo được cho gia đình được, không có bảo bọc được cho vợ con. Cũng như đó là cái vấn đề là mẹ nhà gái phải xem xét lại. Vấn đề ở đây là cho con học kinh nghiệm 5-7 năm cho chín chắn, gia đình mới giao sự nghiệp lớn cho con, đặng cho kinh doanh. Quan trọng con đã đầy đủ kinh nghiệm, có thất bại mới vươn lên, có thất bại có thành công. Và từ 30 tuổi trở lên là tuổi bắt đầu chín chắn, sẽ giao công ty nhà cho con nó quản lý. Con của chị là diễn viên thì cũng tốt đó, nhưng mà diễn viên thì hơi đi diễn nơi xa được, đâu có còn thời gian nhiều để lo. Mà nhà gái đó là có ý định đó là thích nghệ thuật chỉ một phần thôi mà sự nghiệp là hai phần, nên tôi thấy con tôi là chắc phù hợp với tiêu chí bên thông gia nhà gái hơn nhiều. Anh nói như vậy thì không đúng rồi, vì con tôi cũng là kinh doanh mà. Nhưng mà kinh doanh ở đây á, là con tôi là tự tạo ra, tự đi lên bằng đi bằng đôi tay và bằng chân của con tôi, chứ không có tựa vào gia đình. Còn như con trai anh đây á, cần sự dựa dẫm của anh. Còn con tôi là nó tự lập, nó đi lên bằng đôi chân của nó. Theo như cô nghĩ rằng đối với con gái của cô là một DJ, là một cô gái theo xu hướng hiện đại, luôn luôn thích những cái phong cách trẻ, và con cũng là một cái người hiện tại vừa biết hát vừa biết nhảy, thì con nghĩ nhảy rất là phù hợp với một DJ. Bên cạnh đó con là một người sống rất là tình cảm và luôn luôn bao dung cho người khác. Con nghĩ rằng điều đó có thể phù hợp với con gái của cô nếu như sau này con gái của cô về chung với con. Theo con nghĩ thì cái loại hình nghệ thuật á thì nó không có quan trọng với vấn đề là hợp hay không hợp. Quan trọng là cái loại hình cải lương của mình á, nó giáo dục cái đạo đức con người cao lắm. Từ nhỏ con đã nghe cải lương rồi, thì cải lương nó có những cái tuồng, nó có cái nội dung, nó giáo dục mình thì con người sống á, thì phải có đạo đức.
sống phải có tình cảm, sống phải tôn trọng hạnh phúc. Thì người phụ nữ nào cũng vậy đó, cần một cái hạnh phúc gia đình. Mà ở người đàn ông đó, sống có hiếu thảo nè, biết lo sự nghiệp nè, vững chắc và biết quan tâm, chia sẻ với vợ con. Cái đó mới là quan trọng. Thì cái người như con thì con đảm bảo có điều đó. Thực ra thì mình nghĩ rằng là sự nghiệp thì cả hai cũng đều đã có sự nghiệp rồi. Quan trọng là cách sống sau này và cách đối xử của người chồng đối với người vợ như thế nào. Và đặc biệt đó là cái sự cảm thông của người chồng có hiểu được, có dành được cho người vợ của mình sau này hay không thôi. Và điều đó thì anh nghĩ rằng em sẽ là người hiểu rõ nhất. Và cô nghĩ rằng cô nên chọn con về làm rể của cô. Con thì con nghĩ là hai chữ hạnh phúc thì con có thể mang lại cho con gái của cô, thì tùy cô quyết định. Để làm tăng thêm cái niềm tin của con dành cho con gái của cô, con xin tặng cho gia đình mình một món quà. Dạ, để xem đó là gì, xin mời. Thực ra đây là một vài động tác trong một bài nhảy của anh lấy ra để nói về cái lòng thành của anh dành cho em. Tất cả những điều nhảy này nó nghiêng bên này, nghiêng bên kia và những cuộn trào của cuộc đời. Anh nghĩ rằng anh có thể ôm trọn em vào lòng khi những bão giông, những khó khăn đó xảy ra trong cuộc đời của em. Anh sẽ là người che chở cho em. Dạ. Thưa quý vị, hai chàng trai đều có tài năng. Nếu một chàng trước đó ở vòng 2 đã chinh phục cô gái này bằng những giai điệu đời ca vòng cổ rất là quen thuộc và dễ thương của người miền Tây, thì chàng trai này trong vòng quyết định cũng đã mang đến một vài điệu nhảy trong bài nhảy của mình. Ngay bây giờ, quyết định sẽ thuộc về nhà gái. Chúng ta cùng về vị trí để đến với kết quả cuối cùng. Gia đình nào thì cũng có những điều trùng khớp với Ngọc Như Ý đây. Và cũng có kinh doanh, cũng bắt đầu kinh doanh. Cả hai nền tảng gia đình đều tốt cả, và hướng đến việc vừa thỏa mãn lòng đam mê nghệ thuật và cả công việc kinh doanh sau này. Để xem gia đình nhà gái sẽ lựa chọn như thế nào. Ngay bây giờ, thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, mẹ hãy cho chúng tôi biết chàng trai của gia đình số 1 hay là chàng trai gia đình số 2 là chàng trai mà mẹ đồng ý cho phép Ngọc Như Ý tiến tới để hai bạn tìm hiểu với nhau, chính thức kết duyên trong chương trình này. Xin mời mẹ. Theo mẹ thì... mẹ chọn số 1. Số 1, xin chúc mừng. Lý do tại sao ạ? Lý do thì cũng như là đạt được 90% những cái gì mà mẹ yêu cầu. Rõ ràng là mình vẫn giữ quan điểm ban đầu của mình, cần một chàng trai phải kinh doanh. Đúng. Nghiêng về hơi hướng sẽ phát triển sự nghiệp của mình ở một cái lĩnh vực kinh doanh là chủ yếu. Đúng. Đúng không? Còn chàng trai bên kia Hiếu thấy rằng là đã chuẩn bị thừa hưởng một cái cơ ngơi gia đình để lại rồi mà. Cũng là kinh doanh, hoạt động du lịch mà mẹ. Thì cái đó là cũng là cái điều tốt. Nhưng mà cái diện dạng như là tính kỹ quá. Cái bạn đó không thể nào bung ra được. Cũng như là bung ra về mọi hướng thì cái bạn đó sẽ... cũng như là gặp những chuyện gì đó thì bạn đó sẽ về hỏi ba. Thì còn cái bạn bên đây thì sẽ không về hỏi mẹ. Nhưng mà sẽ tự ý quyết định đúng. Mình đúng là đúng. Còn bạn đó thì đồng ý là mẹ đồng ý là trưởng thành. Kinh doanh cái gì đó thì cũng nói chung là thành công mọi mặt. Nhưng mà đối về hai chàng thì bắt buộc mẹ chỉ chọn một. Dạ. Rõ ràng là một bên cho thấy là chàng trai tự lập,
và có thể tự quyết định cuộc đời mình và kinh doanh thêm theo đuổi đam mê của mình. Còn một bên gia đình thì chàng trai đang hoạt động và phát triển theo sự sắp đặt sẵn của gia đình của mình. Đúng rồi. Mẹ lo điều đó thôi đúng không? Đúng rồi con. Rất là tiếc. Ba, gia đình số 2 nghĩ như thế nào khi mà gia đình nhà gái không lựa chọn con trai của mình ạ? À? Rất tiếc. Hai gia đình không làm thông gia với nhau được. Nhưng tình cảm đẹp của hai nhà gia đình số 1, số 2 thì đều ngang ngửa hết. Kẻ tám lạng người nửa cân là cái duyên phận của con trẻ, nó đến với đứa nào thì mừng cho đứa đó thôi. Dạ cũng hơi buồn xíu thôi á ba ha. Dạ cũng hơi buồn chút. Mình đã ra sức quyết tâm rồi, con trai của mình nó hiền hậu, nó chất phát quá, phải không ba? Dạ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời chàng trai con trai gia đình số 2 và ba cùng xuống sân khấu ạ. Xin mời. Anh tin rằng là em cũng không bất ngờ với quyết định lựa chọn của gia đình nhà gái, đúng không? Dạ. Tại vì dường như ngày hôm nay cục diện đang nghiêng về hướng lựa chọn những gia đình có kinh doanh trước nhiều hơn. Em có lời gì muốn nói với Ngọc Như Ý không? À, thì anh chỉ có lời này nói với em thôi. Thì cái gì nó cũng là do duyên nợ. Mà cái tiêu chí của mỗi gia đình lựa chọn thì nó khác nhau. Thì giống như là hôm nay thì cái gia đình số 1 nó phù hợp hơn. Thì thôi anh cũng chúc em có hạnh phúc và chúc gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn ngày càng phát tài hơn nữa. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Chúc cho ba và em sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sẽ sớm có một cô con dâu ưng ý ba nhất, để có thể cùng em tiếp tục phát triển sự nghiệp gia đình nha. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến gia đình số 2. Thưa quý vị, và ngay bây giờ với sự đồng thuận và lựa chọn của gia đình nhà gái, chúng ta cùng xin được chúc mừng chàng trai của gia đình số 1. Xin mời bạn ra sân khấu ạ. Cảm giác của em như thế nào khi được gia đình của Ngọc Như Ý lựa chọn? Em thật là bất ngờ và rất là vui sướng khi mà được mẹ vợ và tương lai chọn mình. Vợ tương lai chưa chọn đâu nha. Chỉ mới có mẹ vợ chọn thôi. Hy vọng. Tại vì lúc ban đầu thì có nghe mẹ vợ nói rằng là ngày hôm nay là sẽ là do mẹ vợ chọn, cho nên là chắc chắn là Như Ý sẽ chịu. Ngày hôm nay thì mẹ vợ đúng là với quy định của chương trình. Dạ. Gia đình nhà gái sẽ là gia đình quyết định lựa chọn từ A nhưng mà không tới Z. Tại vì quyết định cuối cùng luôn luôn chúng tôi muốn nhường cho nữ chính của chương trình bằng chính trái tim, bằng những cái cảm xúc rung động trong chương trình, để giúp cân đối hài hòa. Liệu rằng lựa chọn của mẹ Ngọc Như Ý có phải là lựa chọn của Như Ý hay không? Tại vì rõ ràng chính mẹ của Ngọc Như Ý mới là người hiểu Như Ý nhất và đã đưa ra lựa chọn. Và em chính là người được lựa chọn. Để xem kết quả ngày hôm nay như thế nào. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, nếu như Ngọc Như Ý đồng ý với sự lựa chọn của gia đình mình, hãy tiến về đây và nắm tay chàng trai này màn tác hợp ngày hôm nay thành công. Còn nếu như Ngọc Như Ý vẫn chưa đủ cảm xúc để có thể tiến đến tìm hiểu chàng trai này, thì bạn có quyền ngồi tại chỗ và không làm gì cả, đồng nghĩa với việc mình cãi mẹ đó. Nha. Rất mong ngày hôm nay có một cái kết đẹp, phải không ạ? Cùng đếm nào. 1. Sao vậy? Thì cũng như em đã nói với anh là em không đủ, không còn một chút niềm tin gì gọi về là một người có cùng một đam mê và cũng đã từng hoạt động trong nghệ thuật. Em không còn niềm tin nữa. Không phải là ai cũng như vậy đâu ạ. Thật sự là như vậy, tại vì là trong cái quá khứ của em ấy, em biết là câu chuyện của em là chỉ riêng một mình em thôi. Tại vì tại người ta sẽ nói là tại sao em không cho người khác một cơ hội nữa, biết đâu người đó sẽ không như người trước. Nhưng mà người đã xảy ra trong quá khứ một cái
câu chuyện nó quá dài và quá đau khổ thì em không đứng lên được ngay từ điểm đó. Nghĩa là mặc dù vết thương đã lành nhưng mà vết sẹo thì còn đó. Dạ đúng rồi. Cứ mỗi lần mà trái gió trở trời thì nó lại tấy lên và nó đau nhất. Dạ. Vết thương trên cơ thể còn có thể lành đi, có thể đi thẩm mỹ, nhưng mà vết thương lòng á, nó còn hoài. À, rất tiếc là ngày hôm nay với sự nỗ lực của chương trình thì cũng đã không tìm được một mảnh ghép phù hợp. Nhưng ngay bây giờ, để anh Hiếu hỏi chàng trai này, nếu như gia đình của Ngọc Dư Ý mong muốn là em bỏ hẳn hoạt động nghệ thuật để kinh doanh thôi không? Vì sự tác hợp này thì em có đồng ý hay không? Thật ra để mà lựa chọn đam mê và tình yêu thật sự rất là khó. Vì đam mê nó cũng theo mình một thời gian rất là dài. Người yêu hay là vợ mình sẽ theo mình suốt đời. Cái đó thì cũng nói chung là cuộc sống vợ chồng sau này thì mình rất khó nói. Anh đang hỏi em có đồng ý hay không? Mình không diễn giải. Nếu như mà cái sự hy sinh của em mà Như Ý chấp nhận về với em thì em sẽ sẵn sàng hy sinh. Sẵn sàng hy sinh. Theo em nghĩ thì cái đam mê thì không thể nào mà từ bỏ được đâu, thì em vẫn giữ nguyên cái quy định của chính bản thân em. Tại vì là em biết là khi mà mình đã trải qua những cái việc đó rồi, nếu mà tương lai mình gặp lại những chuyện đó nữa, và em biết là em là một người rất là cọc tính, rất là vô tâm. Một khi mà em cọc lên hoặc là em giận một cái điều gì đó, nó không dính líu tới cái người đối phương, nhưng mà em lại kiểu giống như là giận cá chém thớt, em đem hết tất cả mọi chuyện em đổ lên người đó. Em biết người đó sẽ bị tổn thương và em sẽ nói ra những lời mà có thể là người đó sẽ thẳng thừng nói lời chia tay với em. Nhưng nên là em không muốn là chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, và em chắc chắn là em vẫn giữ đúng cái quy tắc của bản thân. Đó là quan điểm tình yêu cá nhân. Thà là em tìm một viên ngọc không tìm vết. Dạ. Em không muốn là người sau sẽ phải chịu tổn thương. Xong trong cái tổn thương của em nó làm cho em một cái tính cách rất là khó chịu. Và cái tính cách đó nó lại làm vô tình thôi, lại làm tổn thương đối với người hiện tại thì không. Người đó không làm gì sai cả. Em không muốn như vậy. Nghĩa là mình phải mang cảm giác là người ta phải vì mình mà hy sinh. Dạ đúng. Để rồi sau này chắc là mình không có được làm gì sai, chắc là mình không có dám sống đúng với bản thân, mà mình vì người ta hy sinh cho mình nên mình phải nhượng bộ hay mình phải làm gì đó cho cuộc tình đó, đúng không? Dạ đúng. Cái cảm giác đó đúng là nó khó chịu thật. Dạ. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể nào nói được điều gì. Và rất tiếc Ngọc Nhi đã giữ nguyên quyết định của mình. Mẹ nhà trai thấy như thế nào về quyết định này của Ngọc Như Ý? Thì theo như mẹ đây nghĩ rằng quyết định của con gái thì cũng hơi quá đáng một tí. Dạ. Là mặc dù là con trai của mẹ đây có thể là hy sinh cả là nhượng bộ con gái là đủ điều để có thể là đem lại hạnh phúc cho con gái, nhưng mà con gái vẫn từ chối thì mẹ đây cũng rất tiếc. Nhưng mà thôi thì đó cũng là một cái duyên. Dạ. Nói chung là vợ chồng đến với nhau cũng là do duyên hết. Thì cũng mẹ cũng không ý kiến gì. Rất tiếc phải không ạ? Chỉ hơi tiếc thôi. Thưa quý vị, rất tiếc ngày hôm nay lại là một màn tác hợp không thành công nữa. Và Hiếu cũng xin phép được gửi lời xin lỗi đến mẹ của Ngọc Như Ý, tại vì đã mời em đến đây. Và rất tiếc là ba biên tập chương trình cũng đã tìm kiếm rất là nhiều những phiên bản phù hợp rồi, nhưng em vẫn chưa lựa chọn được. Và lúc này người ta thường nói nhất quá tam. Đã hai lần em không lựa chọn được. Lần đầu có thể là lỗi từ chương trình, nhưng lần thứ hai thì là lỗi của Ngọc Nhi rồi. Đúng không mẹ? Tại vì không chọn, rác chịu. Đúng không mẹ? Đúng rồi. Cho nên là sau này đừng có than với anh Hiếu là em cứ mình vậy hoài nữa nghe. Nói chơi như vậy thôi, chứ lúc nào thì chương trình cũng dang rộng vòng tay để chờ đón em quay trở lại. Để rất mong là cuộc đời mà, nhiều khi chúng ta cứ làm sai thì chúng ta sửa, chúng ta thử chưa được thì chúng ta thử lại, thử chừng nào cho vừa. Giống như việc mà chúng ta đi lựa một món đồ hay là mặc một chiếc áo mới, phải không? Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những tín hiệu tích cực.
Chương trình Thông Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình hôm nay rất tiếc đã tác hợp không thành công. Rất mong tuần sau chương trình sẽ mang đến những tín hiệu vui và mang đến những giờ phút thư giãn giải trí thật tuyệt vời cho quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.